Quỳnh Cung không ngờ mình lại gây tranh cãi. Diễn viên Quỳnh Cung cho biết cô không quan tâm lắm tới việc mặc gì ra sân tập fit label, miễn thấy thoải mái, dễ vận động. Những ngày qua, nhiều người nổi tiếng làm quen với bộ môn thể thao fit label. Tuy nhiên, một số hình ảnh họ trên sân tập với bộ đồ sexy gây tranh cãi. Hình ảnh Quỳnh Cung mặc váy ngắn, áo hai dây đi tập fit label. Chia sẻ với Tiền Phong về vấn đề này, diễn viên Quỳnh Cung cho biết cô mới học chơi fit label vài buổi, đang trong quá trình tìm hiểu nên không quan tâm lắm tới trang phục. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mặc đồ gì cho mình thoải mái, dễ vận động là được. Phong cách thời trang của tôi trước giờ vẫn biến đổi linh hoạt, không cố định. Vào mùa hè, tôi ưu tiên những bộ đồ thoải hơn một chút, cô nói. Quỳnh Cung phủ nhận việc cô cùng một số đồng nghiệp mặc bộ đồ bà Thiến là cách đáp trả dư luận. Mọi người đã nghĩ nhiều rồi. Thật ra chúng tôi lên ý tưởng mặc bộ đồ bà Thiến để hẹn quay clip vui thôi, không nghĩ lại được quan tâm và gây tranh cãi như vậy, nữ diễn viên lý giải. Theo Quỳnh Cung, nói người nổi tiếng ra sân tập fit label chỉ theo trào lưu có thể đúng hoặc không. Nữ diễn viên cho rằng fit label cũng chỉ là môn thể thao đang hot và mọi người tò mò muốn trải nghiệm là điều bình thường. Hiện tại, Quỳnh Cung có thời gian nghỉ xả hơi sau dự án Chúng Ta của 8 năm sau. Nữ diễn viên chia sẻ cô muốn dành thời gian để làm mới bản thân, tái tạo sức lao động. Tôi muốn mình sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất cho vai diễn tiếp theo. Tất nhiên là khi luôn xuất hiện trước khán giả có thể duy trì sức nóng, nhưng tôi cũng cần đảm bảo bản thân mình đủ sức lực. Chỉ như thế tôi mới có thể làm tốt từng vai diễn được giao. Vậy nên tôi thấy khoảng lặng nghỉ ngơi là cần thiết, cô nói. Đời thường Quỳnh Cung chuộng phong cách sexy với áo, váy hai dây. Về đời tư, Quỳnh Cung để ngỏ câu hỏi đã có bạn trai chưa. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh mình đã đến tuổi sẵn sàng kết hôn, chỉ chờ chú rể. Ngoài ra, nữ diễn viên phủ nhận thông tin hẹn hò B Trần. Sau khi hoàn tất phim Chúng Tôi của 8 năm sau, anh B Trần có chơi chung nhóm bạn với tôi nên hay xuất hiện cùng nhau. Có thể vì thế nên mọi người hay trêu đùa chúng tôi hẹn hò. Đối với tôi thì điều đó cũng không có gì cần chia sẻ thêm, Quỳnh Cung bày tỏ. Quỳnh Cung tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995. Cô được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh. Quỳnh Cung bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc, tham gia những sitcom, tiểu phẩm hài trên nền tảng mạng xã hội. Nữ diễn viên từng thừa nhận nhiều đạo diễn phim truyền hình e ngại Mark Hocker nên không muốn giao vai cho cô. Bộ phim truyền hình đầu tiên của Quỳnh Cung là Đi Qua Mùa Hạ, 2017. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trên màn ảnh trong các bộ phim như Nàng Dâu Order, Đừng Bắt Em Phải Quên, Hướng Dương Ngược Nắng, Cha Ra Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cháu, Chúng Ta của 8 năm sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.